Và kết thư còn là những anh nữa đã ra lễ 7 giờ tối, anh ở lại thì làm chứng cho Chúa nha. Và những anh khi chị nào chưa được làm chứng á, thì chúng ta 7 giờ tối để làm chứng cho Chúa nha. Và còn lấy 7 giờ nữa, bây giờ là món quà lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh bạn này. Con tên là gì? Tên Nguyễn Văn Tiều. Hả? Nguyễn Văn Tiều. Ai là Nguyễn? Con là tên là Nguyễn Văn Tiều hả? Dạ, con là Nguyễn Văn Tiều. Nguyễn Văn Tiều. Dạ. Con là Nguyễn Văn Tiều. Dạ, dạ. Con là Nguyễn Văn Tiều. Dạ, con là Nguyễn Văn Tiều. Con là trai hay gái? Con là con gái. Con là người gì? Người gì? Người đạo Phật. Người đạo Phật. Rồi, con bao nhiêu tuổi? Con 48 tuổi. Ở đâu? Con ở miền Tây. Ở miền Tây, còn Đức, ở đây là ai? Con có một thằng con trai, nhờ đất cha cũng cứu dụng cho con. Đây là ai? Què con hả? Con của con, tên là gì? Tên nó tên Què, không biết tên gì. Con của con nó tên là gì? Tên thằng Què. Thằng Què. Tên con là gì? Nó bao nhiêu tuổi? Nó 28 tuổi. Nó bị bệnh từ bao giờ? Bị bệnh từ lúc 10 tuổi. Bệnh từ 10 tuổi thì con phải đặt tên cho lúc mà con đẻ ra đó. Cái khai sinh của nó tên là gì? Nó tên thằng Giỏi. Giỏi. Thằng Giỏi. Thì sao con không gọi nó thằng Giỏi mà con gọi nó là thằng Què? Kêu nó Què luôn. Nó lớn rồi thấy nó Què, kêu nó Què luôn. Chúng ta tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Nhớ, người ta có muốn Què không? Người ta có muốn lát không? Người ta có muốn lùn không? Cho nên đừng bao giờ anh chị em đưa những cái khuyết tật của người khác ra mà chế nhạo. Tuyệt đối không bao giờ được phép làm như vậy. Bảo thằng này là thằng lé, không được. Ai có muốn lé đâu. Bảo cái con này là con rỗ, nó có muốn rỗ đâu. Bảo thằng này là thằng Què, nó có muốn Què đâu. Cho nên con của con là Giỏi thì con phải gọi nó là thằng... Dạ, con muốn nhờ. Thằng Giỏi, gọi là... Thằng Giỏi. Thằng... Thằng Giỏi. Thằng... Thằng Giỏi. À, con không được gọi nó là Què. Nó đâu có muốn Què đâu, con phải thương nó chứ. Cho nên xin nói luôn với anh chị em là điều mà Chúa muốn, nếu Chúa hỏi là tôi phải làm gì, thì xin trả lời với anh chị em. Hồi Chúa, xin trả lời với anh chị em là Chúa muốn anh chị em là không bao giờ được lấy tên của người ta, đổi cái tên người ta, hoặc là ghép tên người ta với một cái khuyết tật gì của người ta. Anh tên là anh Tám, mà anh bị lé, gọi là Tám lé, được không? Được không? Không. Anh ấy chỉ là ông là ông Bảy mà ông lùn, gọi là ông Bảy lùn, được không? Không. Hay là anh ấy là có mụn ruồi, gọi là chị ruồi, được không? Không. Chúng ta không bao giờ được phép lấy khuyết tật của người ta ra mà nhạo, mà cười, mà chọc. Dù là mình bảo nói giỡn, nhưng mà không bao giờ được phép giỡn trên cái tật của người khác, giỡn trên khiếm khuyết của người khác, giỡn trên cái đau khổ của người khác. Mặc dù nói nó Què, nó cũng cười, nhưng mà nếu nó tỉnh, nó có chấp nhận không? Tại sao gọi tôi là Què? Tôi đâu có muốn Què, thấy không? Cho nên điều mà bác ái của Kitô giáo dạy chúng ta trong thực hành là tuyệt đối không bao giờ, nhất là anh em ở giáo điểm Tin Mừng nghe cho rõ, không bao giờ được lấy khuyết điểm, khiếm khuyết về thân xác hay là khuyết tật của người ta ra mà đặt tên, mà chế giễu, mà nhạo cười. Nhớ như vậy là anh chị em lỗi đức bác ái và lỗi luôn đức công bằng. Không có công bằng, đáng lẽ người ta khuyết tật thì mình phải thương, phải thông cảm nhiều hơn. Mình lỗi đức công bằng khi mình lấy cái khuyết tật đó là mình giễu, và không có bác ái khi mình không nâng đỡ khuyết tật của người ta, lại còn làm cho người ta bị vùi sâu vào cái mặc cảm. Ai mà khuyết tật mà không mặc cảm? Mặc dù người ta cười đấy, nhưng mà cười là cười gương, cười là cười trong nước mắt, cười là cười trong đau khổ. Và người ta sẽ lừa lừa coi coi mày có khuyết điểm gì, mày gọi tao là thằng Què, thì tao sẽ coi mày có khuyết điểm gì, tao sẽ gọi là mày là con đỏ.
sao đi mà có đỏ như thế. Cho nên chiêm nhớ như vậy nha, cho tặng cho con chiếc xà lan, để con cho con của con trên chiếc xà lan đó con là người đạo Phật. Nhưng Chúa đạo Chúa dạy là phải bác ái, phải yêu thương mọi người. Chúng tôi phải làm gì thì Chúa nói các con phải thực hiện lòng bác ái và công bằng. Nhớ hai điều, chúng con phải làm gì thì Chúa sẽ nói chúng con phải thực hiện. Thứ nhất là bác, thứ hai là công, bác ái và công bằng. Chúng con phải thực hiện thứ nhất là bác và thứ hai là công bằng. Và như vậy chúng con xứng đáng là con cái của lòng thương xót Chúa. Amen.